Hòa trong không khí rộn ràng của thiếu nhi cả nước vui đón Tết Trung Thu, tối qua tại công viên bờ đông cầu rồng, Sở Lao động Thư binh và Xã hội, Hội Thư thiện và Bảo vệ quyền trẻ em và Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm Tết Trung Thu năm 2023 cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Đến dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chiết Cường. Tại chương trình, thành phố Đà Nẵng trao hơn 300 suất quà trung thu, mỗi suất trị giá 200.000 đến 500.000 đồng cho 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh trên địa bàn thành phố, được vui chơi, thưởng thức đêm hội trăng rằm với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như trống hội, rước đèn tháng 8, sự tích cây đa chú cụi, và đặc biệt là mang biểu diễn ảo thuật và múa lân, mai hoa thùng, mang đến không khí đêm hội vui tươi, rộn ràng cho các em học sinh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cũng đã trao 40 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em hộ nghèo. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố đã giao về các địa phương tổng cộng 3.500 suất quà mỗi suất 500.000 đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt.